Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Tính đến thời điểm hiện nay, hiện có 161 trên 256 công ty nông lâm nghiệp hoàn thành công tác sắp xếp, đổi mới. Một số tập đoàn, tổng công ty như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động tại các địa phương. Còn lại 95 trên 256 công ty nông lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới theo phương án được phê duyệt và chưa được phê duyệt phương án. Nguyên nhân là do chưa xử lý xong tồn tại tranh chấp đất đai, chưa xây dựng phương án sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch đất của địa phương, không đủ điều kiện sản xuất do tài chính khó khăn, âm vốn chủ sở hữu. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp, xác định rõ những tồn tại, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó phải được ra xử lý, không đùn đẩy trách nhiệm. Đề nghị các bộ ngành, địa phương ra soát các doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án tổng thể, thẩm định các phương án sắp xếp đổi mới để trình Thủ tướng, tháo gỡ các vướng mắc, xử lý dứt điểm tranh chấp về đất đai của các tập đoàn, tổng công ty để đẩy nhanh tiến độ. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra một số doanh nghiệp đang sản xuất cung cấp thiết bị thuộc các gói thầu của dự án đường dây truyền tải điện 500 kV Quảng Trạch Phố Nối, hay còn gọi là dự án đường dây 500 kV mạch 3 ở khu vực Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Qua kiểm tra thực tế tình hình sản xuất cung ứng cột thép cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đang trong giai đoạn thi công hết sức khẩn trương để hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Chậm khâu nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn dự án. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nỗ lực cao nhất nhằm sớm hoàn thành hợp đồng đã ký kết, đồng thời có phương án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, chăm lo cho người lao động để dây chuyền sản xuất ổn định, phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với EVN, địa phương và các bộ ngành liên quan để vận chuyển an toàn các cột điện đến vị trí lắp đặt. Tại cuộc làm việc nhanh ở trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của các doanh nghiệp, sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nhằm hoàn thành các gói thầu sớm hơn thời hạn đặt ra. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương, EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm tại thực địa nếu đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực thiết kế và công nghệ, cũng như quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm, từ đó giúp doanh nghiệp giảm thời gian nhân công, dành nguồn lực tập trung sản xuất. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tới dự và phát biểu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, với Hiệp định Geneva, lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước, các bên tham dự hội nghị thừa nhận và tôn trọng. Hiệp định Geneva đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải, có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp với nhiều cơ hội, thách thức đa chiều như hiện nay, kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định Geneva là dịp để thế hệ trẻ ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, phấn khởi tự hào về các thế hệ đi trước, làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc và ý nghĩa của thắng lợi đặc biệt quan trọng này. Cùng với Hiệp định Sơ bộ 1946 và Hiệp định Paris 1973, Hiệp định Geneva 1954 là một mốc son trong lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva là cuốn cẩm nang chứa đựng nhiều bài học sâu sắc, thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam đã được kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát triển trong đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris 1973 sau này, cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri với 33 xã trên địa bàn huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, nâng cấp tu sửa một số tuyến đường giao thông, vấn đề bảo đảm môi trường nông thôn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa lớn với sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống an sinh xã hội,
trong đó có 24 văn bản quy phạm pháp luật, xem xét thông qua 13 luật và nghị quyết của Quốc hội. Các vấn đề được đưa ra trước Quốc hội đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện kỳ vọng của cử tri, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống xã hội. Về những vấn đề cử tri nêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, tiếp thu, đồng thời giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp chuyển tới các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết. Hôm nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2023. Báo cáo đã điểm lại những chuyển biến nổi bật của pháp luật kinh doanh Việt Nam và góc nhìn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các chính sách. Năm 2023, Quốc hội đã ban hành 16 luật, Chính phủ ban hành 99 nghị định, Thủ tướng ban hành 33 quyết định, các bộ ban hành 510 thông tư. Công tác xây dựng pháp luật ngày càng chặt chẽ về quy trình nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng văn bản, tham gia và theo sát quá trình xây dựng chính sách, pháp luật trong năm vừa qua. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hoạt động cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa chi phí cho doanh nghiệp đã tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Cơ quan nhà nước có nhiều nỗ lực để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, gây khó cho doanh nghiệp. Dù vậy, vẫn còn có một số chính sách chưa phù hợp, cần phải tiếp tục thay đổi mạnh mẽ như quản lý xăng dầu hay thủ tục trong lĩnh vực quản lý giá. Các chính sách chuyển đổi xanh dù đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn từ phía doanh nghiệp. Nhằm đưa ra bức tranh tổng quan về các xu hướng thương mại điện tử hiện nay và tương lai, Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam 2024 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VCOM tổ chức đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử năm nay thu hút hơn 2.000 cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam và quốc tế. Nhiều chủ đề nóng và đang nhận được sự quan tâm đã được các diễn giả, chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ, thảo luận tại diễn đàn như giảm thiểu rác thải nhựa, nghiên cứu thị trường về hành vi tiêu dùng thông minh khi mua sắm và thận trọng chi tiêu, ứng dụng công nghệ thông minh AI để tăng trưởng đột phá. Dự báo năm 2024, thương mại điện tử vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 18-20% trên một năm. Doanh thu và sản lượng bán ra trên các sàn bán lẻ trực tuyến B2C Việt Nam có thể đạt 650.000 tỷ đồng. Chào mừng 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ 1959-2024, Trung tâm Giao dịch Thông tin Công nghệ và Thiết bị thuộc Cục Thông tin Khoa học Công nghệ tổ chức triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để quảng bá kết nối các doanh nghiệp đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống. Triển lãm được tổ chức với sự tham gia của các gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các hội, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học đang hoạt động tại sàn giao dịch công nghệ thuộc Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia. Triển lãm tập trung vào các lĩnh vực công nghệ như cơ khí chế tạo trong nông nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa. Qua đó nhằm giới thiệu đến cộng đồng các sản phẩm áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, đạt các tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp, Organic hữu cơ, mã vùng trồng, mã đóng gói cho sản phẩm nông sản phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngày 25 tháng 4 hàng năm, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét nhằm nhấn mạnh cam kết của cộng đồng cũng như sức mạnh toàn cầu trong việc đoàn kết vì mục tiêu chung hướng đến một thế giới không còn bệnh sốt rét. WHO đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc sốt rét ít nhất 90% vào năm 2030. Ngày sốt rét thế giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về bệnh sốt rét và huy động các nỗ lực kiểm soát loại trừ căn bệnh này. Sốt rét là một bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra, dễ lây truyền từ người này sang người khác do muỗi đốt với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau cơ và mệt mỏi. Năm 2023, số bệnh nhân sốt rét ở nước ta còn ghi nhận là gần 500 ca, có 46 tỉnh được công nhận đã loại trừ bệnh sốt rét. Trong số 17 tỉnh thành chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên số thôn, bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp. Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030 và để hoàn thành mục tiêu này thì rất cần sự chung tay, đồng lòng trong việc thực hiện những giải pháp đồng bộ từ các cấp chính quyền và người dân. Hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tỉnh Đắk Nông cho biết vừa tiếp nhận gần 550 đơn vị máu an toàn sau chương trình hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Đắk Nông. Đông đảo tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tại các cơ quan đơn vị của tỉnh và người dân thành phố Sa Nghĩa đăng ký tham gia hiến máu, hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện. Số máu thu được đã góp phần lớn vào bổ sung nguồn máu dự trữ.
Thưa quý vị, 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, giàu tiềm năng, lợi thế về kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, khoáng sản, thủy điện, du lịch, kinh tế biên mậu. Vùng Trung Du và miền núi phía Bắc thời gian qua đã góp phần tạo nên thành công của bức tranh xuất nhập khẩu của đất nước. Tuy nhiên, các địa phương trong vùng suốt nhiều năm qua vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh để thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Yếu trong khâu chế biến sâu, lợi thế xuất khẩu giữa các vùng không đồng đều. Việc phát triển doanh nghiệp trong vùng gặp nhiều khó khăn đang là rào cản cho hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước và phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của vùng ra thế giới. Giá trị xuất khẩu thấp, mặt hàng xuất khẩu chưa phong phú, đa dạng, khả năng cạnh tranh chưa cao. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô, gia công. Phần lớn các sản phẩm xuất khẩu đều chưa xây dựng được thương hiệu riêng vững chắc. Những cái sản phẩm của vùng núi Trung Du phía Bắc ấy, thì là còn phát triển ở dạng là nhỏ lẻ. Và quan trọng nhất là cái việc là liên kết giữa các tỉnh, các địa phương ở trong vùng thì là còn chưa chặt chẽ. Đâu đó là còn có những cái hoạt động xúc tiến thương mại cũng như là xúc tiến xuất khẩu còn rất là chồng chéo và manh mún. Mỗi tỉnh thì thông thường là sẽ đi làm triển khai những cái hoạt động xúc tiến xuất khẩu của riêng mình và chưa có một cái sự liên kết. Hơn 10 năm qua, từ 2010 đây, mặc dù đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp ngành, của các tỉnh, địa phương, thế tuy nhiên thì công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến của vùng Trung Du Bắc này là phát triển chậm hơn so với cả nước. Hiện phần lớn các doanh nghiệp trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn hạn chế năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh. Công tác phối hợp các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư chưa được thực hiện thường xuyên. Phần lớn các sản phẩm nông sản xuất khẩu thế mạnh chủ yếu là sản phẩm thô. Bà con đang làm theo kiểu truyền thống, mọi người đang tận dụng cái lợi thế có sẵn, tài nguyên bản địa và vận dụng cái phương pháp mà sản xuất đơn giản nhất để làm sao đưa ra được thị trường cái giá mà tốt nhất, nhưng dẫn đến chất lượng nó chưa đảm bảo. Và để nói câu chuyện xuất khẩu thì được còn phải cần rất nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố mà hiện nay ai thấy rõ nhất đó là việc phải đầu tư sâu hơn về công nghệ chế biến, về công nghệ bảo quản và phải nâng cái chất lượng sản phẩm lên một nấc cao hơn. Để các sản phẩm của vùng Trung Du miền núi phía Bắc vươn xa hơn trên thị trường thế giới, thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập và trình độ phát triển thương mại của vùng so với trung bình cả nước, việc tập trung liên kết vùng, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu một số sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, đưa một số địa phương trong vùng trở thành trung tâm canh tác và chế biến nông sản xuất khẩu sẽ đóng vai trò then chốt. Những năm qua, một số doanh nghiệp vùng Trung Du và miền núi phía Bắc đã tập trung phát triển trung tâm canh tác và chế biến một số sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, hỗ trợ hướng dẫn bà con xây dựng, phát triển vùng trồng, vùng nguyên liệu thế mạnh để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Tôi hướng đến cho bà con trồng cấy và nuôi trồng theo phương pháp tới đây là có chứng nhận về hữu cơ, vùng quý hữu cơ. Tôi đang thực hiện để làm tiêu chuẩn ISO và các cái tiêu chuẩn cao cấp hơn nữa để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo đại diện Bộ Công Thương, khi liên kết nội vùng được phát triển, doanh nghiệp sẽ tìm thấy sức hút riêng có của vùng. Các địa phương trong vùng cần liên kết để hình thành và phát triển hệ thống đô thị, kết nối nội vùng với các đô thị lớn vùng đồng bằng sông Hồng, phát triển các chuỗi liên kết, trung tâm kinh tế đô thị vùng gắn với các đô thị vùng biên giới, tránh cạnh tranh lẫn nhau bằng mọi giá. Trước mắt những cái vùng Trung Du Bắc này thì nhìn rất rõ là phải làm sao mà liên kết với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô, quan trọng nhất thủ đô Hà Nội. Vẫn là một cái thị trường cực kỳ như vậy, là cái bước đệm để vùng Trung Du Bắc là cung cấp những sản phẩm hàng hóa dịch vụ để đi vào thị trường cả nước, các vùng khác trong miền Nam. Nhưng quan trọng đấy là một cái trong nội địa. Mặc dù vậy thì muốn gọi là đi ổn định, đi xa thì cần phải có sự liên kết vùng. Thì từ đó mới tạo ra được cái sự liên kết của vùng này với vùng Tây Nam của Trung Quốc cũng như các tỉnh khác Trung Quốc. Địa phương, các ủy ban nhân dân các địa phương cần phải có cơ chế khuyến khích để hình thành và phát triển được những cái doanh nghiệp chuyên biệt về ngoại thương đấy, để mà có thể là kết nối cũng như là thu gom được hàng hóa, nông sản,
lâm sản và những cái đặc sản của các địa phương trong cả vùng để có thể là triển khai và thực hiện được những đơn hàng lớn trong tương lai. Việc liên kết vùng toàn diện đẩy mạnh chế biến sâu vào quy mô lớn các ngành hàng thế mạnh được chỉ ra sẽ giúp cho khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ biến thách thức thành cơ hội, biến tiềm năng thành tiềm lực, biến tiềm lực thành nguồn lực và để vùng có thể phát triển đột phá bắt kịp các vùng kinh tế động lực khác. Để tận dụng ưu thế của vùng, cần tập trung ưu tiên phát triển xuất khẩu các mặt hàng có quy mô xuất khẩu lớn, lợi thế cạnh tranh cao như là nông sản, đồ gỗ, dệt may, gắn với đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng chế biến sâu, công nghệ cao, có giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa lớn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 40 về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục sự cố. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi tình hình, chủ động phối hợp hỗ trợ địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền. Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm thì đến khoảng 15 giờ 20 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân trong vụ tai nạn chìm thuyền trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hai nạn nhân được tìm thấy trú tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên. Các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để người thân nhận diện và lo hậu sự. Lãnh đạo thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn theo sát, động viên, chăm lo và hỗ trợ chu đáo cho gia đình người bị nạn. Trong cái thời gian tới đấy thì sẽ huy động các cái lực lượng tiến hành 24/24 đấy, bằng tất cả những cái phương tiện, những cái con người hiện có và triển khai một cách chặt chẽ, chú đáo nhất để làm sao mà nhanh chóng tìm kiếm được các cái nạn nhân. Hiện tại 250 người cùng 12 phương tiện tàu xuồng chuyên dụng và hàng chục phương tiện của người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án mò lặn, ra câu, kéo chã để tìm kiếm ở dưới lòng sông và rà soát ở hai bên bờ, đồng thời canh chừng ở hạ lưu. Tuy nhiên nước sông Chanh đang ở pha thủy triều lên, gây không ít khó khăn cho công tác khoanh vùng, tìm kiếm nạn nhân. Thưa quý vị, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo Trần Quý Thanh và hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, mức án 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với vai trò giúp sức, bị cáo Trần Uyên Phương bị tuyên phạt 4 năm tù, bị cáo Trần Ngọc Bích lĩnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo cho vay tiền là giao dịch dân sự, nhưng để bảo đảm việc vay tiền và tiền lãi phát sinh, các bị cáo đã ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, bất động sản, cổ phần dự án là trái pháp luật. Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản, các bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên dùng thủ đoạn gian dối, đưa các lý do gây khó khăn khiến các bị hại không thể thực hiện. Tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng là giá trị chênh lệch giữa tài sản với số tiền vay. Sáng nay, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết là đơn vị này vừa có văn bản gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải đề nghị điều động trực thăng tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích. Ngoài đề nghị huy động trực thăng, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng như Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Kiểm ngư tăng cường phương tiện phối hợp với các lực lượng của hàng hải tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tại hiện trường có 9 phương tiện tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã yêu cầu mọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực có trách nhiệm tăng cường quan sát, tham gia phối hợp tìm kiếm. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm được 4 thi thể nạn nhân. Theo Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, trong 4 thi thể nạn nhân có 3 người đã xác định được danh tính. Người nhà đã đến làm các thủ tục. Tuy nhiên, 3 nạn nhân này không nằm trong danh sách 5 thuyền viên đăng ký xuống tàu. Nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính. Như vậy, trên tàu gặp nạn có khả năng nhiều hơn 5 thuyền viên như báo cáo ban đầu.
Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, đêm ngày 24 tháng 4, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xảy ra mưa đá to kèm lốc sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà cửa của người dân. Mưa đá và dông lốc đã làm 86 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây cối và hai cột điện bị gãy đổ, đồng thời khiến một số công trình hư hỏng nặng. Huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã khẩn trương tập trung rà soát mức độ thiệt hại do mưa đá, gió lốc gây ra để có giải pháp khắc phục kịp thời, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra. Theo thông tin từ Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô 2023-2024. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán, thiếu nước đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân ở các địa phương trên. Dự kiến tình trạng này kéo dài đến giữa tháng 5, tổng cộng đang có khoảng hơn 20.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Riêng tỉnh Gia Lai có 89 ha lúa và hoa màu bị mất trắng. Hơn 2.600 hộ dân thiếu nước. Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương trong vùng chịu tác động cần tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó, chủ động xây dựng các kịch bản nguồn nước, phương án ứng phó, cấp nước sinh hoạt cho người dân và sản xuất. Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong một tháng tới, nắng nóng kết hợp với thiếu hụt lượng mưa sẽ khiến nguy cơ hạn hán, thiếu nước có xu hướng lan rộng hơn tại Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 5, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn trong một tháng tới tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, tiếp tục xuất hiện nhiều nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, các khu vực này mưa ít, dẫn đến thiếu hụt nguồn nước trên tất cả các sông. Sông từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi là thiếu hụt từ 30-35% so với trung bình nhiều năm. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên thì thiếu hụt từ 35-45%. Có sông thiếu hụt trên 60%, chẳng hạn như trên sông La Ngà tại Cà Ta từ Bình Thuận là trên 80%. Từ nay cho đến tháng 7 năm 2024 thì ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên là lượng mưa phổ biến là thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Do đó tình trạng khô hạn và hạn hán có thể diễn ra và lan rộng ra khu vực tất cả các tỉnh, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hạn hán năm nay được dự báo sẽ gay gắt hơn năm 2021 và 2023. Các chuyên gia khuyến cáo các địa phương cần có biện pháp khẩn cấp để ứng phó ngay, khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo phiên đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay ngày 25 tháng 4 đã bị hủy do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Đây là lần thứ hai cơ quan điều hành hủy phiên đấu thầu vàng miếng chỉ trong một tuần. Theo thông báo trước đó, phiên thầu 16.800 lượng vàng diễn ra vào 9 giờ sáng nay. Khối lượng tham gia tối thiểu và tối đa mỗi thành viên là 1.400 và 2.000 lượng, tỷ lệ đặt cọc 10%, tương tự với phiên đấu thầu vào ngày 23 tháng 4. Nhà điều hành không thông báo mức giá tham chiếu. Trước đó, phiên đấu thầu đầu tiên đáng lẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 cũng bị hủy do không có đủ số thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền cọc. Vé máy bay 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhiều chặng đã hết vé dù giá rất cao. Trong khi đó, dù thời tiết khô hạn nhưng thanh long tại nhiều nhà vườn ở tỉnh Tiền Giang vẫn cho trái nghịch vụ và giá cao kỷ lục. Là những thông tin sẽ có trong cụm tin vắn sau đây. Còn vài ngày nữa là cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ghi nhận trên hệ thống bán vé của các hãng hàng không, nhiều chặng bay đi từ ngày 27 tháng 4 về ngày mùng 1 tháng 5 đã hết vé, đặc biệt là từ đầu Hà Nội, bất chấp giá cao ngất ngưởng. Trên các chặng bay từ Hà Nội đi Điện Biên, Tuy Hòa, Đồng Hới, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Côn Đảo, không còn chuyến bay nào. Toàn bộ vé máy bay của các hãng hàng không đều bán hết. Một số chặng vẫn còn, nhưng rất ít, như Hà Nội, Đà Nẵng. Chỉ còn một số chuyến bay sớm về muộn với giá 4,7 triệu đồng một vé khứ hồi, đắt gấp rưỡi đến gấp đôi ngày thường. Chặng đi Đà Lạt còn vé nhưng không nhiều, giá cũng lên tới 5,8 đến 6 triệu đồng một vé. Hiện giá cam sành ở tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận liên tục giảm. Giá cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng 1 kg, giảm 4.000 đồng 1 kg so với dịp Tết.
giá cam sành bắt đầu lao dốc từ đầu năm 2022. Năm 2023, nhiều tháng liền cam sành đứng ở mức giá 5.000 đồng 1 kg, có thời điểm chỉ còn từ 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân giá giảm là do cam sành hiện chủ yếu tiêu thụ nội địa, chưa có thị trường xuất khẩu. Trong khi đó, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục mở rộng diện tích trồng cam sành, khiến cung vượt cầu. Hiện nay dù khô hạn nhưng thanh long tại nhiều nhà vườn ở tỉnh Tiền Giang vẫn cho trái nghịch vụ. Trái thanh long xuất giá kỷ lục, nhà vườn trồng cây ăn quả thanh long này có nguồn thu nhập cao. Nhà vựa tại huyện Chợ Gạo thu mua trái thanh long loại 1 với giá trên 40.000 đồng 1 kg, giá loại 2 là 35 đến 38.000 đồng 1 kg, loại 3 là từ 30 đến 33.000 đồng 1 kg, tăng hơn tháng trước từ 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, mỗi kg trái thanh long, nhà vườn thu lãi gần 20.000 đồng. Giá thanh long tăng vọt do nắng hạn nên sản lượng trái giảm, trong khi nhu cầu xuất khẩu tăng cao. Trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90 đến 100% trong các ngày 27 tháng 4 và 1 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tăng chuyến bay nội địa dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Các hãng xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương vào ngày 27 tháng 4 và từ các địa phương về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 5. Các hãng hàng không Việt Nam được đề nghị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Cục Hàng không vướng mắc nếu có trong thời gian sớm nhất để được hướng dẫn giải quyết khi thực hiện việc bổ sung tải cung ứng. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bãi chôn lấp chất thải rắn, đồng thời sẽ có hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn. Để công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, kế hoạch nhằm tập trung các nguồn lực triển khai các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm tăng cường vai trò của các bên liên quan trong nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai các quy định về phân loại tại nguồn, quản lý và thu phí dịch vụ gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.